giới thiệu với tất cả mọi người, đây là sản phẩm nấm hương xanh Hàn Dừng của nhà em mới về. Đây là một trong những sản phẩm mà bên em đã tuyển chọn với chất lượng rất là kỹ lưỡng rồi, nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm bên em. Nấm hương xanh thì 1kg có thể ngâm với 10 lít rượu mọi người nhé. Hoặc là sử dụng để sắc nước uống thì mỗi lần sắc mình sẽ sử dụng từ 2 đến 3 cây nấm sắc ra, rồi đun sôi 15 phút, sau đó thì để ấm và sử dụng. Thời gian sử dụng tốt nhất là vào buổi sáng nhé mọi người nhé. Sản phẩm nấm hương xanh thì không những giúp giải độc gan, lại còn giúp phòng tránh ung thư và kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư rất là tốt. Nên mọi người hãy nhanh chóng đặt hàng để có thể đem về cho mình một sản phẩm nấm hương xanh Hàn Dừng với chất lượng tốt nhất của nhà em nhé.